Ngày 10 tháng 6, tại thành phố Vị Thanh, báo Hậu Giang tổ chức hội thao truyền thống các cơ quan báo chí Nam Sông Hậu năm 2023 với khoảng 250 vận động viên, cổ động viên tham dự. Hội thao năm nay có sự tham gia của 5 cơ quan báo chí đến từ các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang. Bên cạnh đó còn có một số đơn vị khác như Liên quân báo chí thành phố Cần Thơ, Văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Tham gia hội thao, các vận động viên là nhà báo, phóng viên đang công tác ở các cơ quan báo chí sẽ tranh tài ở 4 môn là bóng đá nghệ thuật, bóng chuyền hơi nam nữ, ném bóng vào rổ và bóng đá mini nam. Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang cho biết hội thao là hoạt động thường niên, nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho đội ngũ những người làm báo ở Hậu Giang và các tỉnh phía Nam sông Hậu. Hội thao là hoạt động hữu ích, là dịp để những người làm báo tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết trong hoạt động báo chí. Đây cũng là một trong những sự kiện chào mừng 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang cũng bày tỏ, địa phương luôn tạo điều kiện và rất cần sự đồng hành tích cực của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.